Xin chào các bác, trước màn hình nhỏ của các bác đây là một chiếc ô đô của người Pháp. Và nhắc tới ô đô thì các bác đều biết đây là một thương hiệu nổi tiếng và đem lại cho các bác những tiếng chuông rất là ngân nga và hay. Và gần như là bác nào sưu tầm đồng hồ cổ đều yêu thích thương hiệu ô đô. Và cái chiếc ô đô em đang giới thiệu trên màn hình nhỏ đây là một chiếc ô đô đời 62, chơi được hai bản nhạc, đó là bản Westminster và bản Sonodo. Hay các bác hay gọi đây là một chiếc 6210 chơi bản Sonodo. Sở hữu 10 búa và 6 gông. Cho các bác âm thanh của hai bản nhạc rất là hay và ngân. Đặc biệt hơn thì bản Sonodo là một bản độc quyền, chỉ có thương hiệu Odo mới có. Ở đây thì các bác có thể thấy chúng ta sẽ có một mẫu thiết kế thùng nu chùm đào, 4 chùm đào 4 góc tô điểm. Và phần vân nu thì rất là đẹp, được thiết kế hài hòa. Hai bên cánh được thiết kế vân nu màu nâu sậm để làm nổi bật lên cái tông màu ở giữa, với một phần mặt số rất là sáng và một quả nắp cũng cực kỳ là đẹp. Có thể nói đây là một chiếc 62 độ mới rất là cao. Và bây giờ em sẽ quay sát và thử tiếng chuông để các bác cùng em được thưởng âm âm thanh của hai chiếc âm thanh của chiếc ô đô mà em đang giới thiệu đây. Các bác có thể thấy chúng ta sẽ có thùng nu chùm đào. Đây là chi tiết chùm đào được chạm trổ đây, 4 góc cạnh. Thùng vân nu rất là mịn nha, nó còn nguyên cái lớp bóng của người Tây. Một phần mặt số rất là đẹp đây ạ. Rồi, phần kính dưới vẽ họa tiết màu trắng để nộm một quả nắc bát quái màu trắng cũng rất là đẹp ở bên trong. Bây giờ em sẽ đi vào bên trong đây. Một phần mặt số cực kỳ là đẹp rồi, đúng không các bác? Kim đặc trưng đời 62 hay còn gọi là kim lá nua. Ở đây chúng ta sẽ có tên hai bản nhạc được ký hiệu luôn, đó là bản Sonodo và bản Westminster. Logo Odo đây ạ. Và thông số made in Fanxing. Bên dưới chúng ta cũng có cần gạt chuyển bài và có chữ Sonodo và bản Westminster. Hai cần gạt khóa chuông đây ạ. Một phần quả nắc rất là sáng đây ạ. Rồi, em xin phép test luôn âm thanh của chiếc 62 này để các bác cùng em được thưởng âm. Bây giờ em sẽ chuyển qua bản quét để các bác cùng em thưởng âm. Âm thanh của hai bản nhạc trên một chiếc Odo 6210 rất là hay, đúng không các bác? Bây giờ em sẽ quay xa một lần nữa để các bác cùng em được nhìn ngắm và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một chiếc 6210. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video.